Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quang Đạt Vlog. Thì ở video tiếp theo này mình sẽ thực hiện một món ăn, đấy là đây, bí hầm thịt, thịt hầm trong quả bí chứ. Ok, thì mình sẽ dùng quả bí này để mình luộc cái thịt ba chỉ này lên để xem ăn như thế nào nhá. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần bên trên này đi, mình rửa sạch thịt rồi mình bỏ vào trong để mình luộc lên, thì tí nữa mình ăn thử xem thế nào nhá. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night. Forget my problems, I might go insane. Thêm ít ớt nữa nhá. Bạn nào ăn cay thì bỏ nhiều ớt vào. Đây. Các bạn trộn đều vào. Bây giờ mình sẽ nhồi thịt vào đây và ướp khoảng tầm 15 phút rồi mình đem đi nướng nhá. Mình sẽ bỏ vào đây. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Ok, mình đã ướp xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đem lên bếp và nấu thử, ăn thử nhá. Mình sẽ nấu đây, tí nữa mình sẽ ăn thử cho các bạn xem, thì các bạn nhớ đón xem nhá. Do cái bếp này đốt nó cháy cái đít các bạn ạ. Mình sờ thủng cái đít ấy, là mình chuyển qua bỏ luộc cách thủy ở cái nồi cơm điện. Đây, mình luộc cách thủy thế này. Bây giờ thịt nó chín rồi các bạn ạ. Mình sẽ vớt ra và ăn thử nhé. Chín rồi các bạn ơi. Đây, rất là thơm luôn. Quá phê luôn. Không biết hương vị của nó như thế nào. Đây, thịt đã chín rồi này. Đấy. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Mời các bạn nhá. Đây, mình mời các bạn nhá. Rất là ngon luôn các bạn ạ. Đảm bảo với các bạn là rất ngon luôn. Nó có vị cay cay và chua chua của cà chua nên là nó rất ngon. Các bạn ha. Khi quả bí này ấy, thì mình khuyên các bạn nên hấp cách thủy ấy. Ngay mình nướng nó bị cháy cái đít ở bên dưới ấy. Các bạn mà dùng bếp ga mà đốt quả bí này ấy, nó sẽ bị thủng cái đít bên dưới. Nên là mình chuyển sang mình hấp cách thủy. Công nhận hấp thế này ăn ngon hơn các bạn. Quả bí nó có thể chín được luôn. Đây, quả bí nó chín được luôn, mình có thể ăn được bí luôn. Đấy. Cái nướng của thịt ấy, nó thấm vào quả bí này ăn rất là ngon luôn. Bình thường các bạn mà luộc bí lên ấy, cái nước bí của nó rất là ngọt luôn. Bây giờ cái nước bí nó thấm vào ở bên trong cái thịt này ăn rất là ngọt, là ngon luôn. Cái này có vị cay cay của ớt, mình nãy mình bỏ ớt vào nên là ăn rất ngon. Lưu ý nha, bạn nào béo rồi mà ăn cái này thì càng béo thêm nhá. Mình đang gầy nên là mình cố ăn cho nó béo. Tại vì thành phần của bí rất là béo. Đây các bạn ơi. Mình sẽ lôi cục to nhất ra. Wow. Thấy chưa? Nhìn ngon chưa? Quá ngon luôn. Nóng quá. Mình sẽ thử uống cái nước ở bên trong nhé. Rất là ngọt luôn, hơi mặn một xíu, nãy mình bỏ gia vị vào nhiều quá hay sao ấy. Với là hơi cay nữa. Cái thịt thì ăn rất vừa, cái thịt thì không cay mà nướng rất cay luôn. Chắc nãy mình bỏ nhiều ớt quá. Rất ngon luôn các bạn ạ. Cuối cùng mình cũng đã ăn hết. Nóng quá. Nói chung là mình bỏ ớt nhiều quá nên là ăn cái nước cuối cay quá. Đây, cái nước ở bên cuối rất cay luôn. Cay quá, cay quá. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Nếu các bạn nào thấy hay hãy like và subscribe kênh để xem những video tiếp theo nhé. Chào các bạn.